đúng là vô phúc. Đẻ được đứa con gái, làm bao nhiêu cũng chỉ để cho con rể thôi. Chẳng bù cho tôi. Lều lều. Đường nhà tao, anh cho mày đi. Sao lại là đường nhà anh? Con gái vô tích sự như mày không được đi qua đây. Chào ông nhá. Có sao không con? Có chuyện gì con? Họ bắt là con. Đẻ được mỗi đứa con gái mà không biết giận. Anh thấy ba đau mỏi, đi lại khó khăn quá. Bố đã bị từ lâu rồi, giờ tuổi cao còn nặng thêm. Tết rồi, vợ chồng mình tạo cho ba một điều bất ngờ. Em cũng đang tính thế. Tiện ra ngoài, con mua hộ ba lọ dầu xoa bóp. Bệnh tuổi già, kêu ca gì, tôi bận lắm. Nhưng... đưa tôi cầm hộ cho.